Các bạn đều biết là trong một dàn máy karaoke của gia đình, nếu như các bạn có thể lựa chọn được những cặp loa thật đắt đỏ, thật xịn sò, hay có những bộ mic, có những bộ vang thật xịn sò, hay những thiết bị trợ lời, những thiết bị nâng tiếng vân vân, nhưng các bạn sẽ thấy là nó sẽ không bao giờ phát huy được sức mạnh nếu như thiếu đi cục đẩy công suất. Bởi vì cục đẩy công suất có thể ví von đó chính là bộ xương, bộ nâng đỡ toàn bộ tất cả những cái chất âm, cái màu âm mà các bạn muốn phối ghép tạo ra. Tôi nói như vậy thì chắc các bạn sẽ hiểu. Bởi vì thì các bạn biết là loa thì sẽ là cơ quan cuối cùng sẽ phát ra âm thanh. Nhưng trước đó tất cả những thiết bị tiền khuếch đại, ví dụ như âm sắc ở mic này, âm sắc từ vang này, âm sắc từ nâng tiếng này, vân vân, những thứ đó dù có hay đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu như cục đẩy công suất không đủ mạnh mẽ và nó lại nhiễu động và nó lại gây ảnh hưởng, nó làm xấu, làm bẩn đi cái chất âm ở những cái thiết bị tiền khuếch đại đó, thì sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất là phiền toái. Chính vì vậy mà việc lựa chọn một cục đẩy công suất thật chất lượng, thật uy tín, không gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của các thiết bị tiền khuếch đại, mặt khác nó lại còn có thể hỗ trợ làm cho âm thanh trở nên sạch hơn, trong hơn, thì các bạn biết rồi, đó chỉ có thể là những cục đẩy công suất của những thương hiệu đình đám. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn rất nhiều những cục đẩy công suất hàng bãi của Crown, của Bose. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp và những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio, nhớ gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn thân mến, từ lâu thì các bạn đã biết đến rất nhiều những cái dòng đẩy mà tôi đã giới thiệu, kể cả những dòng đẩy của JB, những dòng đẩy của CAVS, những dòng đẩy của DB Acoustic, hay những dòng đẩy RFC vân vân và mây mây. Nhưng các bạn thấy là đẩy Crown vẫn là một trong những dòng đẩy mà được anh em vô cùng yêu thích, bởi chất âm của nó đã được khẳng định trên toàn cầu. Và thứ nữa là nó rất phổ biến, dễ mua. Các bạn thấy là giá cũng rất là dễ chịu. Nếu như các bạn mua những cục đẩy công suất của những thương hiệu kiểu như Nexo, chắc chắn là nhiều người sẽ không có tiền để mua đâu. Bởi vì những con đẩy của Nexo có thể lên đến tiền trăm, các bạn nhớ, có thể lên đến cả trăm triệu. Nhưng trong khi đó, những con đẩy của Crown, của tập đoàn Hagman này thì các bạn sẽ thấy là có mức giá rất hợp lý, ai cũng có thể dễ dàng sở hữu. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đó là đẩy Crown 800CSL. Tôi nhắc lại các bạn, đây là đẩy Crown 800CSL. Đây là một trong những dòng đẩy rất là nổi tiếng. Các bạn biết đây là một trong những mẫu đẩy mà hầu như những người chơi karaoke đã chơi qua rồi thì đều vô cùng ấn tượng, bởi cái chất âm nó tạo ra có cái độ dẻo quánh và nó sạch lắm. Âm thanh nó mềm ngọt, rất sạch. Nó đến Crown là nói sự mềm mại ngọt ngào. Các bạn nhìn thấy nó sử dụng những con tụ của Philips này, tụ lọc của nó là tụ Philips, quá uy tín rồi. Và các bạn nhìn thấy nó sử dụng 16 con sò sắt, nhớ là sò sắt, nhưng đây là sò đại và sò vương miện. Các bạn để ý vào khi các bạn đi mua một cục đẩy ấy, người bán người ta có thể thuốc các bạn rằng con đẩy này có thể là 50 sò, có thể là 30 sò, nhưng các bạn nhìn vào thực tế nó sử dụng những con sò than và nó thường là những con sò nhỏ, những con sò nhỏ. Cho nên các bạn thấy là cái công suất khuếch đại của những con sò nhỏ thì nó sẽ có những cái hạn chế nhất định. Và càng sử dụng nhiều con sò thì quá trình khuếch đại tín hiệu ấy, trong nội tại thì những con sò này nó cũng tạo ra những cái nhiễu động trong lòng của nó. Cho nên càng nhiều sò thì các bạn sẽ thấy nó sẽ càng nhiều nhiễu động. Đó là một trong nguyên lý các bạn sử dụng những cái âm ly nghe nhạc thế. Công suất càng lớn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó không thể sạch sẽ tinh tế bằng những chiếc âm ly có công suất nhỏ hơn. Nhưng các bạn thấy thực tế là hiện nay thì các sản phẩm audio của châu Âu cũng thế thôi. Người ta thiết kế rất đơn giản, nó thuần về cái âm thanh analog. Ở đây thì các bạn nhìn thấy như con đẩy 800 này của Crown này này, thì nó thiết kế trên cơ sở hoạt động nguyên lý của cái tín hiệu analog, cho nên âm thanh của nó rất chuẩn mực. Và hầu như các bạn sẽ thấy là nó không có sự sai lệch so với tín hiệu đầu vào. Ở đầu ra sẽ không có sự sai lệch so với tín hiệu đầu vào. Điều này thì các bạn thấy nó là một trong những điều mà Crown này này, nó đã làm nên tên tuổi của nó rồi. Đấy, đây là hàng bãi các bạn nha. Ở đây các bạn nhìn thấy này, đấy, tôi có vài chiếc thôi, không có nhiều. Và những dòng đẩy Crown này, 800CSL này, các bạn đánh vào những cái dòng loa full nói chung gia đình các bạn đang có này, những dòng loa Bose này, những dòng loa BMB này, những thằng JB này, thì các bạn nhớ là âm thanh của nó đã nghe vào dòng Crown này rồi, những cái dòng loa mà tôi vừa điểm danh ấy, thì các bạn sẽ thấy là ít có con đẩy nào có thể sánh được về mặt chất âm. Sạch, tĩnh, êm dịu và nó ngọt. Nó có cái độ dẻo quánh nhất định của âm thanh. Nói về độ dẻo quánh thì các bạn có nhiều bạn thì mới chơi thì sẽ thấy cười, nhưng nhiều người chơi lâu năm thì người ta sẽ nhận định đó là điều đúng. Âm thanh của nó rất là mềm mại, nó uyển chuyển và nó rất là linh hoạt. Và những con đẩy này có mức giá cực kỳ hợp lý.
giá chỉ 8 triệu 500 ngàn đồng thôi. Xin nhắc lại cho các bạn, đây là những con đầy tuyển kỹ 8 triệu 500 ngàn đồng. Lòng phèo thì như các bạn thấy, tôi tuyển rất là kỹ, sạch sẽ, tinh tươm và hoạt động một cách trơn tru, chuẩn mực. Còn nó đã là hàng bãi thì nó không tránh được cái chuyện mà có những cái vết xước nhỏ lăm tăm. Đấy, các bạn nhìn thấy nó là hàng bãi, không thể tránh được cái chuyện đó. Cho nên là anh em chúng tôi có nào thì cứ bán như thế. Ở đây thì những bác nào mà mua về mà thích đẹp ấy thì mua cái lọ sơn đen ấy, sau đó các bạn xịt vào cái bọt biển, các bạn lau qua một lát là nó sẽ đen lánh đi và nó sẽ đẹp như mới luôn. Cái điều đó thì các bạn thấy là anh em chúng tôi không làm thì không có thời gian. Thực ra mình vệ sinh nó sạch nhưng mình bán cao lên 500-700 nữa cũng được, vẫn có người mua. Nhưng thực tế thì các bạn có thể về nhà tự vệ sinh cho nó sạch sẽ cái vỏ nắp. Chúng ta chỉ cần xịt cái lọ sơn đen 20.000 đồng mua ở cửa hàng bán đồ sắt ấy. Chúng ta mua một lọ sơn đen, chúng ta xịt nó vào và các bạn sẽ thấy là nó sạch sẽ, lau qua đi, nó sẽ sạch sẽ và nó đen lánh như mới ấy. Còn quan trọng nhất là cái này này, đấy, cái lòng phèo này này, cái nội tạng này này, nó phải zin và hoạt động nó phải trơn tru. Thì cái đó mới là cái chúng ta bỏ tiền ra mua. Còn cái hình thức bên ngoài được thì tốt, còn nếu không thì chúng ta xử lý được. Còn những cái nào nó quá khó thì không nói, nhưng đây là những cái có thể làm được thì bảo luôn anh em để cho nó dễ. Và bán giá chỉ 8 triệu 500 ngàn đồng thôi. Hướng sang bên này chúng ta lại có những con đẩy khá là màu mè. Đấy, ở phía trên là con đẩy Boss 1600 Series 6. Con đẩy Boss này thì không cần nói nữa rồi, tiếng của nó rất là êm. Dòng này thì tôi đã test rồi và các bạn thấy nó có tạo ra cái màu âm rất là khác với thằng Crown. Riêng thằng Boss thì nó chạy cũng rất là êm ái. Và con đẩy Boss này có giá 16 triệu đồng, đẩy Boss 1600 Series 6. Ở dưới thì các bạn nhìn thấy ba con đẩy bãi của Crown, nhưng đây là dòng đời cao. Nếu như cái dòng này này, dòng 800 này này, nó sử dụng cái tín hiệu đầu vào thuần là analog và nó không can thiệp bằng phần mềm, thì những thằng này là những thằng đời sau và các bạn thấy nó sử dụng nguồn, đó là nguồn xung, và nó đã sử dụng phần mềm, tức là nó đã có cái yếu tố công nghệ số ở trong này rồi. Và các bạn nếu như có phần mềm bằng máy tính thì các bạn cũng có thể set up chuyển sang chế độ đánh mặc định này, normal này, hoặc có thể chuyển sang những chế độ để chuyên đánh dòng GB này, vân vân. Tức là đây là một con đẩy các bạn biết rồi, nó hướng về cái công nghệ và có thể nói là cái chất âm của thằng này thì nó có cái độ nịnh tai, nhưng mà xét ở khía cạnh nào đó, những người chơi audio lâu năm thì bao giờ cũng thích những cái dòng này hơn. Bởi vì nó là âm thanh analog, nó sẽ có cái gì đó nó trung thực hơn và nó thuần túy hơn, thuần khiết hơn. Nhưng lại rất nhiều người lại thích kiểu nịnh tai, rất nhiều người muốn âm thanh của nó lung linh huyền ảo. Và khi hát lên thì lại không muốn nhận ra cái giọng mình ở trên loa nữa, muốn thấy cái giọng mình nó phải ảo diệu và tiếng bass nghe nó mềm và nó có cái gì đó nó khá là quyến rũ và cảm thấy tiếng bass xuống sâu như nó luẩn quẩn ở dưới chân, thì người ta hay đánh bằng cái dòng này. Và những con đẩy XTI-2000 này có giá 13 triệu đồng. Các bạn thân mến, đây là một trong những dòng đẩy thì nó thiên về yếu tố công nghệ. Còn đây là những dòng đẩy thiên về yếu tố analog. Đấy, âm thanh thuần khiết, nguyên thủy của tất cả các loại âm thanh. Âm thanh số cũng phải dựa trên nền tảng của âm thanh analog, phát triển trên cơ sở âm thanh analog. Và các bạn biết rồi, hiện nay thì rất nhiều người thích âm thanh số, nhưng rất nhiều người lại không thích âm thanh số, nhiều người chỉ thích âm thanh analog thôi. Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cái quan điểm, mỗi người một cái sở trường khác nhau. Nhưng các bạn thấy tựu chung đây là những con đẩy sẽ giúp cho các bạn nó khuếch đại một cách tín hiệu, một cách trung thực nhất. Sau đó thì các bạn muốn ảo diệu, muốn biến hóa như thế nào thì mình chỉnh trên con vang số đi kèm ấy, chỉnh trên vang số. Còn con đẩy Crown này thì nó chỉ đóng vai trò khuếch đại tín hiệu một cách trung thực, tín hiệu đầu vào thôi. Thế còn đối với những con đẩy này thì các bạn biết rồi, trừ con Boss nhé, con Boss thì nó cũng là thuần analog. Nhưng đối với con đẩy Crown này thì nó cho phép các bạn có thể can thiệp bằng phần mềm đấy, nếu như các bạn có tài một chút. Còn nếu không cứ để chế độ mặc định đánh bình thường thì nó cũng sẽ ra âm thanh như những con Crown 800 kia thôi. Các bạn thân mến, đây là một trong dòng đẩy mặt trắng mà các bạn có thể mua với mức giá 13 triệu đồng. Các bạn thân mến, có nhiều điều lắm, có nhiều điều muốn lan man nói sâu về những cái yếu tố công nghệ rồi cái cách so sánh những cái con đẩy như mẫu nọ mẫu kia lắm. Nhưng do cái dung lượng của video clip thì dài thì anh em theo dõi nó cũng oải. Mà các bạn thấy là có rất nhiều những cái bản test thì tôi muốn test sâu, và trong đó thì tôi sẽ nói sâu hơn về cái cách ghép thiết bị nào với thiết bị nào. Nhưng tựu chung lại thì những con đẩy Crown này các bạn có thể đánh vào những dòng loa full mà các bạn đang có này, những dòng loa nằm này, những dòng BMB nói chung, những dòng loa JBL nói chung, những dòng loa mà các bạn đang có hiện nay trong gia đình ấy, thì những con đẩy Crown này sẽ đem đến cái màu âm hoàn toàn khác biệt nếu như được các bạn lựa chọn và phối ghép. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Nếu như các bạn có bất cứ một cái khúc mắc nào, một cái yêu cầu nào về cái việc xem lòng phèo này, cũng như là thông số này. Đấy. Nói về thông số thì xin phép các bạn thêm mấy giây nữa. Thì những con đẩy này nó đều đánh từ 4 đến 16 ohm. Và đặc biệt những con đẩy Crown 800 này, các bạn có thể chập hai cặp loa Boss vào, đánh cực hay. Riêng đánh những dòng Boss 301 hay 601 thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó sạch, nó quánh lắm, nghe rất là tuyệt vời.
Các bạn thân mến, thì tôi sẽ dừng video clip này ở đây và sẽ phúc đáp tất cả những cái tin nhắn cũng như những cái comment bình luận của các bạn để các bạn có thêm những cái điều mà các bạn mong muốn và các bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn được khi các bạn muốn tìm hiểu. Tôi xin phép tạm dừng video clip ở đây. Xin chào, tạm biệt.